Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hai đứa mình sẽ chơi trò chơi, đó chính là con vật chui qua bộ phận cơ thể của con người nha. Ví dụ như là con nai chui vô tai, Con muỗi chui vô cái lỗ muỗi. giờ trò chơi sẽ có 3 vòng, ai thua 3 vòng thì 2 trên 3 vòng sẽ là người ăn chân tắt hạnh. Bây giờ vô vòng 1, bây giờ ôm sùm đi, ôm sùm đi cho công bằng. 1 2 3 rồi, bây giờ thì ai thua ra trước đúng không? Ok, con Nani? bốn con xà lông chưa vô hông. Con chuột chũi chui vô cái lỗ mũi. Năm, bốn, ba. Con nghe cho vô vô. Con sói chui vô cái lỗ hói. Năm, Con cú cho vô nướng. con cá chui với cái mắt cá. Năm, Cho chị suy nghĩ bốn, đi trời. ba, hai, một. Chưa kỹ quá 5 giây mà, 5 giây thôi. chưa kịp suy nghĩ nó điếm mà chưa kỳ Kệ, kỳ mà thắng cũng được. Rồi tiếp hiệp 2. 1, 2, 3. Con sâu chui vô Con hỏi chưa vô cổ. râu. Bốn. Ba. Con sáng chui vô Con chán. sáng là con gì? Con sáng Con sáng là con gì? á, con sáng là cái con sáng, Không biết con sáng là con gì hết. con sáng á, Không biết. con nai chui vô vai. Nãy ví dụ rồi không tính. Năm, bốn, ba, hai, không, xong rồi. Quệ một điều. Ôi một hai ba Rồi cho ra cái một rồi. trời trời. Con Năm. chuột chuỗi chui vô cái lỗ mũi. Rồi. Ai nãy chui vô cái mũi nha. Cái mũi với cái lỗ mũi mấy thứ. Năm. Trời. Bốn. Ba. Hai. Ê, từ từ phán Hai kêu nãy chân da. từ. Trời Yeah, trời ơi, sao sắp con sửa sắp sửa sắp sửa bị chị ăn cái này nghe quý vị. chạy gì nào, nhiều con lắm Bỏ tập nãy chân gian nè. Trời không ơi, cho con rắn chui vô răng. có vụ đó đừng thấy chưa gian không liên quan Trời ơi, con này giun dù chui vô nó không có liên quan một xíu nào hết trơn nha mọi người. con khỉ. Năm, bốn, ba, hai, một. Tên 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 Rồi nói tên đi, con gì? khỉ chui vô cái lỗ nhĩ. Nãy nó con khỉ đó trời, nãy nó con khỉ đó. Tuyệt vời. Bây giờ xác định được người thua là ai rồi nha các bạn.
Xin mời. Trái cái trái nào không? Wow, tuyệt vời. Đúng chưa? Tèo 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 tèo. Không nói nên lời nữa rồi quý vị ơi. Bỏ tập chân gian từ đầu. Chua quá. Chua quá quý vị. Cho gỡ đi. Gỡ đi. Cho gỡ đi. Cho gỡ. Ok, thách đấu. Thách đấu rồi, hai trái. Lần này hai trái. Còn ba trái nè. Ăn hai trái. Ai thua đợt về ăn hai trái. Ok. Ok, thách đấu rồi, ông sợ. Như nãy nè. Mà đổi đi. Đổi Giờ gì? cũ hả? Lỡ suy nghĩ không ra nên sao? Thì thua. Rồi chơi luôn. Ai kêu thích đấu? Một, hai, ba. Mình phải có trí thông minh Con chứ. lươn chui vô lườn, Không chui lương sợ vô sườn đây. Con lươn chui vô lườn, cái lườn nè, cái lườn ba sườn đó, có cái lườn không? nha. Ai kêu không, ai kêu không biết sinh học. Rồi ok. Con công chưa vô lông. Con nghe chưa vô gan vàng Nãy gan rồi. mà trời, con ốc chưa vô tóc. Bình thường. Con báo chưa vô máu. À, con báo, à, con sư tử chui vô cái bao tử. Con Đếm được rồi nha. ai 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 hơn. Rồi cho 10 giây luôn. 10 9 8 Giờ bạn từ sáu con năm. cá cha chưa vô da. Ai con cá rồi vậy? Không có con cá nữa. Miễn có được rồi. Trời ơi, vậy nhiều con cá lắm. À, con trâu chưa Đâu rồi. vô râu. Con trâu chưa vô đâu ai biết. Con à, giờ con à, con heo chưa vô eo. Hay quá, hay tuyệt vời. Con chí chưa vô mí. Trời trời ơi, chí. Châu con này con kia. Con à, con à, con à, chuột chưa vô ruột. Hoài luôn. Ủa rồi hả? Con rồng lòng. Rồi. Con chim vô vô tim. À, con chim chép chui vô Cái kẹo vô vô phèo. phèo rồi nha, Vô phèo rồi, nãy chưa cái gì vô phèo đó, con mèo chui vô phèo. phèo. À. Ê, con mèo chui vô phèo rồi. Con dê. Trời, trời, trời. Sao có nghe. Sao đếm được rồi nè, chuẩn bị đếm rồi nha, chuẩn bị đếm rồi nghe. 10 9 8 có hai trái à. 7 6 Con quả5 tót chưa vô ó.
vào không mọi người. Mình cũng phải suy nghĩ. Còn cát sạch chưa vô mặt. Đó mà cát sạch chưa vô mặt. Thấy có gì hơi cắn cắn không? Không, bình thường không cắn. Có rồi đấy nghe, hồi nãy giờ là bao nhiêu con cũng lấy ra hết rồi đấy nghe, hết chui được rồi đấy nghe. Chui đi chui đi chui đi chui đi chui đi. Suy nghĩ dục ra dục ra dục ra. 10 9 Không ăn cái vô găng. không ăn Không ăn nữa. Con gì thôi. Con bò chui vô cái giò. cái giò thích chân Cái mà giò không, nói cái giò quen rồi đó, giờ kêu giò không à. con trai chơi vô tay Ê, tay nãy rồi. cái tay Tay rồi. nãy lỗ tay này cái tay Nghe như trời. À, con gì đi, con gì mà người ta nuôi đi. Nuôi đi cho dễ vô. Con sóc. Chui vô ốc. Hồi nãy là tóc này là ốc nha. Học lý đi. con thỏ chui vô cái cục Kiếm. Con chim gõ kiến chui vô nước miếng. không. Con chó. Chi chửi Tao có con chó chui vô tóc vào đó hốc bò con con gì trời. nãy hơi lâu nãy giờ quên biết À, rồi chứ không biết. À, đứng nhanh rồi đó. Chậm thôi. Chậm. Chậm. bảy Chậm. Chậm tám năm còn ba trái à. Trái nhỏ à. ngon quá Ăn trái đi. mình đâu có thua Ngọt lắm ơi. chắc có ai ngọt không Ngọt. Ơi. Chảy nước mắt luôn rồi nè. Ngọt ngay à. ngọt lắm Nghe đi. đúng rồi Nhi.
À. Ừ. Rồi sao? Nói đi bị gì thế này kết thúc đi. Nói đi. Vì đâu vấn đề là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý thêm. Mày nhớ đăng ký kênh ủng hộ mày nha. Nói chuyện hết nổi Gì? rồi. À.